Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát không lìa tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, mà hành bát nhã ba la mật na sâu xa trong chừng chốc lát, hoặc trải qua nửa ngày, nửa tháng, một mùa, một năm, trăm năm, một kiếp, trăm kiếp, cho đến vô số đại kiếp, thì phước đức Đại Bồ Tát ấy đạt được nhiều hơn phước đức của người giáo hóa các loài hữu tình trong hằng hà xa thế giới khắp mười phương, khiến họ an trụ vào bồ thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lực, bát nhã ba la mật đa, hoặc khiến họ an trụ vào thanh tịnh giải thoát trí kiến, hoặc khiến họ an trụ vào quả dự tiêu cho đến a la hán, khiến họ an trụ vào độc giác bồ đề đạt được. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa sanh ra tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, quá khứ, vị lai, hiện tại. Vì các hữu tình đưa ra bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa không điên đảo, đưa ra sự thanh tịnh giải thoát trí kiến không điên đảo, đưa ra quả dự lưu cho đến a la hán không điên đảo, đưa ra quả độc giác bồ đề không điên đảo, đưa ra quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề không điên đảo, phước đức này hơn hẳn phước kia. Lại nữa, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát trụ sống theo bát nhã ba la mật đa sâu xa đã nói, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy đã trụ vào địa vị bất thối truyền, thường được chư Phật hộ niệm, thành tựu phương tiện thiện xảo tối thắng. Vị ấy đã từng gần gũi cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen vô lượng triệu ức Phật, đã gieo trồng vô lượng căn lành thắng diệu đối với chư Phật, đã được vô lượng thiện hữu chân tịnh bảo vệ, từ lâu đã tu tập sáu pháp ba la mật đa như bố thí vân vân, nói rộng cho đến trí nhất thiết trí. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy trụ vào địa vị đồng chân, tất cả sự nguyện cầu đều được viên mãn, luôn gặp chư Phật không bao giờ tạm rời, không bao giờ xa lìa các căn lành, luôn thành thục các hữu tình, thường trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, luôn cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, nghe và thọ trì tu hành giáo pháp của Bồ Tát Thừa. Thiện hiện nên biết Đại Bồ Tát ấy đã đắc vô đoạn vô tận biệt tài, đã đắc pháp môn Đà La Ni thủ thắng, thành tựu sắc thân vi diệu tối thượng, đã được chư Phật thọ ký viên mãn, tùy theo sở thích mà vì các hữu tình thọ các loại thân đều được viên mãn.